Các bạn thân mến, một ngày trước, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video nói về quân đội Việt Nam. Trong video là hình ảnh những chiếc xe tăng của quân đội Việt Nam đang hành quân huấn luyện. Điều khiến cho người Trung Quốc chú ý nhất đó là chiếc xe tăng T-90. Nhiều người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy xe tăng T-90 Việt Nam chạy ngoài đường. Trước đây, họ cũng được nghe thông tin Việt Nam đã trang bị xe tăng T-90, Việt Nam giấu quá kỹ nên khó có thể thấy được. Một số người Trung Quốc thì chê bai T-90 quá yếu và không bằng được VT-4 của Trung Quốc bán cho Thái Lan. Chưa hết, khi Việt Nam chưa có T-90 thì người Trung Quốc khinh thường và nói Việt Nam toàn đồ cổ, còn khi T-90 hiện đại thì lại nói xe tăng bây giờ vô dụng. Người Trung Quốc là thế đó, không bao giờ công nhận điều tốt đẹp của người khác mà chỉ tìm những điểm xấu để chê và so sánh. Điều này cũng được một số người Trung Quốc hay là dân mạng quốc tế phẫn nộ và phải lên tiếng trong phần bình luận. Vậy cụ thể, dân mạng Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tôi nghe nói quân đoàn của họ chỉ có 64 xe tăng và chúng chỉ được trang bị cho lữ đoàn thiết giáp 201 tinh nhuệ nhất của Việt Nam. Chỉ cần cho tôi 100 máy bay không người lái là có thể đánh bại được những chiếc xe tăng này. Nếu nói về tăng thiết giáp, thì VT-4 của Thái Lan mua của chúng ta sẽ hoàn toàn đánh bại được T-90 của Việt Nam. Đúng, bây giờ không còn là thời đại của xe tăng nữa. Ai nắm giữ bầu trời thì thống trị. Đừng đánh giá thấp xe tăng và bộ binh. Trong thời đại này, không kích chỉ để đánh vào những bộ phận trọng yếu, còn đổ bộ và đóng quân mới là yếu tố quyết định. Tôi không ngờ xe tăng lại lớn như vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc xe tăng ngoài đời, lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ giống bạn. Chiếc mà tôi thấy lần đó là chiếc 59 của quân đội Trung Quốc. Trên TV, tôi có cảm giác như nó không lớn như một chiếc SUV là mấy. Nhưng khi nhìn thấy nó ngoài đời, có kích thước tương đương với một chiếc xe tải lớn. Điều này làm tôi sốc. Môi trường địa lý của Việt Nam phù hợp với loại xe tăng này. Tôi chỉ thắc mắc làm thế nào mà họ vận chuyển được từ Gấu Bắc Cực về Việt Nam. Với việc thông tin hóa chiến tranh hiện đại, xe tăng gần như trở thành mục tiêu sống. Một vài máy bay không người lái trị giá vài nghìn nhân dân tệ có thể tấn công họ, khiến họ không còn nơi nào để trốn thoát. Xe tăng không thể bị loại bỏ trong thời điểm hiện tại. Mọi loại vũ khí đều có kẻ thù, giống như tàu sân bay, nó cũng có thể bị tiêu diệt bởi tên lửa. Máy bay không người lái là mục tiêu của hệ thống phòng không, nên đừng thần thánh hóa máy bay không người lái quá mức. Đừng lo lắng, xe tăng vẫn là vua chiến tranh trên bộ trong 100 năm nữa. Đừng sử dụng kiến thức hời hợt của bạn để đánh giá thấp các chiến đấu tăng trên toàn cầu. Khái niệm cơ giới hóa là gì? Ở thời đại này, máy bay không người lái mới là vua của chiến trường. Xe tăng chỉ có đem vào viện bảo tàng thôi. Tôi cười ngặt nghẽo, tiểu đoàn phòng không lữ đoàn tổng hợp sẽ cho bạn biết máy bay không người lái mới là rác rưởi. Trong cuộc chiến tranh ngày nay, vai trò của xe tăng quá nhỏ bé, trừ khi phát động một cuộc chiến tranh tổng lực, một cuộc chiến tranh dân tộc. Người Trung Quốc thật buồn cười, họ không có xe tăng thì lại chê bai và khinh thường, nhưng khi có xe tăng hiện đại thì lại nói rằng những chiếc xe tăng này không có tác dụng mấy. Hiện tại, xe tăng vẫn là vũ khí quan trọng nhất để tấn công. Nếu không có xe tăng làm giáp, bạn sẽ khó tiến được dù chỉ 1 km. Tôi có một câu hỏi ngu ngốc. Tại sao các cường quốc quân sự lại phát triển xe tăng tiên tiến hơn và tên lửa chống tăng tiên tiến hơn cùng một lúc? Vì địch cũng có xe tăng. Cảm giác T-90 của Việt Nam lớn quá. Tại sao ở chiến trường Nga và Ukraine lại nhỏ đến thế? Việt Nam bây giờ có tiền, họ đã sắm được xe tăng T-90 hiện đại. Đã đến lúc thay thế T-55 rồi. Thời điểm bây giờ, quân đội Việt Nam hay quân đội Thái Lan mạnh hơn? Tất nhiên là quân đội Thái Lan, với việc trang bị nhiều vũ khí hạng nặng của Trung Quốc đã đưa Thái Lan trở thành quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á. Hãy cho tôi biết, hiện nay quân đội Việt Nam có những vũ khí hiện đại nào? Hay là chỉ có những chiếc T-90 này, còn Thái Lan có đầy vũ khí hiện đại, tất cả đều mua từ Trung Quốc, đủ sức đè bẹp Việt Nam? Tôi vẫn đánh giá cao Việt Nam, nếu về vũ khí thì khó có thể so sánh được, vì Việt Nam từ trước đến nay luôn kín tiếng. Còn về ý chí chiến đấu và năng lực tác chiến cá nhân của mỗi người lính thì Việt Nam vẫn mạnh nhất Đông Nam Á. Trong quá khứ, Việt Nam đã từng đánh vào gần thủ đô của Thái Lan. Nếu không do áp lực của quốc tế thì Thái Lan không biết có được như bây giờ không. Ngày nay, xe tăng không còn tác dụng gì trong thế giới máy bay không người lái và tên lửa, chúng chỉ là những mục tiêu di động. Trong các hoạt động phối hợp và lữ đoàn, xe tăng vẫn có khả năng nhất định trong việc phối hợp các hoạt động của bộ binh và xe tăng. Bạn không hiểu gì về quân sự cả. Trong một trận chiến phải phối hợp tổng lực, mọi mắt xích đều không thể thiếu. Khi kẻ địch mất kiểm soát, xe tăng được sử dụng để chiến đấu của kẻ thù và đẩy tiền tuyến vào sâu hơn. Đây là phiên bản ăn xin của T-90, không bằng một góc của VT-4 của Trung Quốc.
Địa hình Việt Nam phù hợp cho xe tăng hạng nhẹ và xe chiến đấu bộ binh. Đây là sư đoàn thiết giáp át chủ bài của Việt Nam đúng không? Chiến tranh hiện đại có cần xe tăng không? Bạn có thể mua bao nhiêu máy bay không người lái với giá của một chiếc xe tăng? Máy bay không người lái không thể làm nổ tung các tòa nhà và hầm trú ẩn bạn à? Có, xe tăng rất quan trọng. Bạn cần xe tăng để tấn công công sự, chiến tranh đô thị. Máy bay không người lái có thể chiến đấu với xe tăng, nhưng chúng không thể hỗ trợ hỏa lực mạnh hoặc tiến công nhanh chóng. Xe tăng là vũ khí đổ bộ tốt nhất, nếu kết hợp cả hai thì quá hoàn hảo. Bạn thấy đấy, máy bay không người lái của Iran tỏ ra kém hiệu quả trước mặt Israel và tất cả đều bị đánh chặn, đừng thần thánh nó quá. Có vẻ quân đội Việt Nam ngày càng tốt hơn, không còn sử dụng những chiếc xe tăng cũ kỹ nữa. Nhưng địa hình ở miền Bắc Việt Nam, xe tăng ít được sử dụng. Mạng lưới đường thủy dày đặc ở Việt Nam không phù hợp với một chiếc xe tăng quá nặng. Thứ Việt Nam cần là xe tăng hạng nhẹ. Khu vực biên giới Trung Việt thích hợp cho xe tăng hạng nhẹ và hạng trung, còn T-90 thì vô dụng. Vậy việc Thái Lan mua VT-4 là như thế nào? VT-4 nặng hơn T-90. Mạng lưới sông nước và núi ở Thái Lan cũng không kém gì Việt Nam. Có phải T-90 được sản xuất ở nước ta rồi bán cho họ đúng không? Xe tăng không còn phổ biến nữa. Giờ đây, thiết bị chiến đấu chính trong chiến tranh là tên lửa máy bay không người lái và công nghệ vũ trụ. Máy bay không người lái dân sự có thể tấn công đỉnh và lật đổ tháp pháo này. Tại sao người Việt Nam có thể ở tại đất nước của họ mà không có máy điều hòa? Nga quanh năm băng tuyết bao phủ nên không cần. Còn đây là Việt Nam, xe tăng không có điều hòa, thời tiết Việt Nam quá nóng. Nếu chui vào xe tăng này không khác gì đang ngồi trong lò luyện đan. Ở Việt Nam không có điều hòa, bạn lấy thông tin này ở đâu vậy? Có vẻ Việt Nam không còn giấu giếm nữa, tình hình thế giới ngày càng phức tạp. Phô diễn sức mạnh quân sự cũng là cách bảo vệ đất nước của mình. Chiếc T-90 này ở Việt Nam đẹp hơn chiếc ở Ấn Độ, ít nhất nó còn có rèm che. Nghe nói Việt Nam mua đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Việt Nam là quốc gia bảo quản và giấu vũ khí đỉnh nhất Đông Nam Á. Các chuyên gia, chiến binh và tổng tư lệnh tác chiến online trên tàu in ngay lập tức ra lệnh cho họ bỏ xe tăng và trang bị máy bay không người lái. Lực lượng này quá mạnh và không ai dám đối đầu. Đừng đánh giá thấp quân đội Việt Nam, họ đã từng đánh bại ba cường quốc quân sự đó. Tôi biết nước đầu tiên là Pháp, nước thứ hai là Mỹ, nước thứ ba là Trung Quốc, anh ấy đã đánh bại cả ba. Đánh rắm, họ đánh bại Trung Quốc khi nào, đã bao giờ nghe họ chiến thắng một cuộc chiến nào chưa? Tôi khuyên họ sau này đừng mua những thứ này. Nếu là tôi thà trả một ít tiền thuê quân Mỹ về đồn trú để đảm bảo an toàn. Việt Nam không phải Nhật Bản và sẽ không đồng ý cho quân Mỹ đóng quân. Một đất nước như Việt Nam nên chế tạo máy bay không người lái nhỏ gọn và tinh vi. Nhìn vào hiệu suất trên chiến trường trong những năm gần đây, xe tăng vẫn là lực lượng quan trọng, còn tùy thuộc vào từng loại chiến thuật. Địa hình Việt Nam phù hợp với xe tăng hạng nhẹ, tương ứng với bản sửa đổi T55+, một lượng nhỏ T90 kết hợp. Hiện nay chúng ta có rất ít dữ liệu về quân đội Việt Nam, nhưng nhìn vào lịch sử Việt Nam và Afghanistan, con người vẫn là quan trọng nhất. Phải nói trình độ bảo dưỡng vũ khí của quân đội Việt Nam và không quân Iran thuộc loại tốt nhất thế giới. Nó quá nặng, xe tăng hạng nặng không thể sử dụng được ở Việt Nam. Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, những người hàng xóm này đều đã chuyển sang dùng vũ khí của Trung Quốc vì nó rẻ và hiện đại. Chỉ có Việt Nam là vẫn sử dụng vũ khí kém chất lượng của Nga. Khi nào họ mới hiểu được vũ khí của Trung Quốc chúng ta mạnh cỡ nào? Nó không thể xuyên thủng mặt trước của chiếc VT-4 xuất khẩu sang Thái Lan và khả năng kiểm soát hỏa lực của nó thậm chí còn không thể so sánh được với VT-4. Tôi đọc tin tức thấy, ở Đông Nam Á, cùng một thời điểm Thái Lan mua VT-4 của Trung Quốc còn Việt Nam mua T-90 của Nga. Tuy nhiên, sắp tới Thái Lan sẽ mua một lô nữa, nhưng không biết Việt Nam có mua nữa không? Với vị trí địa hình của Việt Nam thì nên mua thêm T-72 hoặc T-80, hay là những chiếc xe tăng hạng nhẹ. T-90 quá đắt tiền mà không phù hợp với Việt Nam. Dù Việt Nam đưa vào trang thiết bị số lượng lớn, nhưng T-90 của họ vẫn là mẫu ngoại thương Nga và hiệu quả chiến đấu của nó không bằng các mẫu cải tiến T-72 và T-80. Dù vũ khí chưa đủ tối tân, nhưng cũng không nên coi thường binh sĩ Việt Nam, đặc công và trinh sát của họ rất mạnh. Khi Trung Quốc đối đầu với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn là quốc gia khó đối phó nhất, nhưng khi đối mặt với các nước khác, giống như chúng ta đang chơi trò chơi với trẻ em vậy. Phía trên là một số bình luận của chuyên gia online Trung Quốc. Họ khuyên Việt Nam nên mua xe tăng này, xe tăng kia,
hay là còn một số người nhận vơ xe tăng 90 được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy bình luận của netizen Trung Quốc có hơi ngứa mắt, nhưng cũng rất buồn cười, nên các bạn xem video một cách vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.